nước cũng hơi sâu nữa nên là nó quằn. Chắc không? Chắc cái gì? Cầm máy không? Đánh quằn nhưng mà không to, không to. Chắc không nó xuống nó mất quằn, cứ xuống thôi. Cứ quằn đi. Trời. Chắc chưa đấy. Lạnh như là rét như vừa vừa đâu. Chắc chưa, chắc rồi. Bạc rồi. Lão. Dồn hết cái gì, dồn lại hết. Thu ở dưới đáy. Ôi lạnh đi. Ơi. Cái áo ra. Cái áo này không cần đâu. Áo nó tặng. Ơi. Vâng. Ếch luôn. Xin giới thiệu với các bạn đây là thợ lặn số 1. Chắc chưa lại rồi. Đây. Thợ dễ cơ mà. Thợ lặn. Á chà. Mình xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì rảnh rỗi, nãy giờ mình đang tổ chức đánh cá làm ít mồi. Lúc nãy thì câu, nhưng mà có lẽ là hôm nay thời tiết nó cũng động trời nên là nó không ăn. Bây giờ thì chuyển sang cái hình thức là quăng chài. Nhưng mà nghe có vẻ cũng khó khăn bởi vì là cái ao này thì nó cũng sâu nước. Mời các bạn cùng xem cho vui nhá. Đây, có cao thủ giới thiệu là chuyên gia quăng ở sông chứ đừng nói là ao nữa. Không biết là có làm được cành cỏ gì không. Cũng muối phong không biết cười như vậy. Đường con to lắm. Khoảng 2 lạng. Vậy nha, con phát thứ hai nha. Bắt đầu. 2 vạ. Được rồi. Dây người. Đúng rồi. Còn lâu vẫn cho. Đây này, có nhiều bảng da nữa đây này. Thấy chưa? Ông lên đó rồi, tôi ở dưới, tôi ném bắt đầu ông lên đồng bào. Hả? Nhân đang trên bờ bên kia. Xuống ai? Cá nấu khế. Thỏ nướng. Ờ thì đánh được thỏ mà lên. Nhưng thằng nào quen thì nhảy xuống đi. Tao có biết tao bao giờ nhảy, tao đã lặn chài bao giờ đâu. Sao nó cày ra được nhỉ? Nó quằn. Chắc không? Chắc cái gì? Cầm máy không? Đánh quằn nhưng mà không to, không to. Chắc không nó xuống, nó mất quằn, cứ xuống thôi. Cứ quằn đi. Xuống nó phải cứ vô đồ hết cái gì vào là được. Trời. Chắc chưa đấy. Lạnh như là rét như vừa vừa đâu. Chắc rồi. Bạc rồi. Lão. Dồn hết cái gì, dồn lại hết. Thu ở dưới đáy. Ôi lạnh đi. Ơi. Cái áo ra. Ơi. Vâng. Ếch luôn. Xin giới thiệu với các bạn đây là thợ lặn số 1. Chắc chưa lại rồi. Đây, thợ lặn. Á chà, cũng biết vặn lặn mày, vấy đuôi mày. À, nó rồi. Nhưng mà mày làm cái kia mà lấy hết nhá. Giữ lấy nhá. Còn con nào không? Ôi. Được, mẹ đi được. Nhưng mà mẹ đây lúc nãy nhiều mà. Hai dương phi nhiều đó. Ây. Được, hai dương phi. On. Thôi làm đấy thôi nhá. Vô lưới không có ra được. Mẹ con cá chắn to với cha mất trước rồi. Quang tiếp đang sẵn, ước quang tiếp mẹ mới mẹ nó xem. Mà mình có biết quang mô. Ôi, nhanh đi bên kia. Ấy, luôn muốn kính. Ướt đời.
con mắt là con to đấy. Không, con này ra ngoài trăng rồi, linh 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 rồi. Giờ thấy này là cũng cứ cái mặt trăng luôn, nhảy ra là vui luôn đấy. Đây là cá mường mà, không phải cá đáo. Ơi, quay một mình. Con nó trả hơn một cân à. Ủa, cá kẹp ngon ạ. Cá kẹp. Ôi, con này có nhiều trứng đó bạn. Chắc được con kia to hơn con này. Con này là cá luôn rồi, cá nhân mà. Một con tha, hai ba con bao. May còn được. Tao vừa lặn chứ không có chi tao chửi. Chỉ tao nghe đụng người ta bảo đụng rồi đây rồi. Đấy, con này này. Đó, một con da hai ba con bao đấy. Được phải 5 lạ. Còn thế còn được, còn đó đỡ phép. Chuộc nghe, đỡ phép hôm qua đấy. Mày bảo làm thầy dạy mà. Còn không được cái gì. Sư phụ mà. Xác định quăng là được, chứ tại là hết cũng được. Con to hay con nhỏ, nhưng con to lúc nãy mình xuống thì trước là nó không kịp ra là vẫn được. Đấy, các bác xem nhá. Con đó là một con hai. Của ông Công năm mấy đây? Ông Công cá đỏ đấy. Cá này phải mấy năm rồi? Chắc lắm đấy. Chẳng muốn phải cua bên kia. Cua lên, một tên tận kém nhau. Được chưa lại? Không phải như là đến đây thì quăng nãy giờ đi quăng đến 3-4 lần rồi, chẳng được con nào thêm nữa. Đó là mình xin cứ bỏ hai lon bia được dừng video ở đây thôi. Ngon lắm. Xin chào và xin không có tanh nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Nếu bạn thấy video thích video thì nhấn đăng ký để xem những video mới trên kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Kéo lấy cái ngọn luôn. Cười đấy.